nghĩ là bạn đã làm được việc có khoa học, do đó đã được cái hiệu quả sân khấu. Và về trang phục của chúng ta rất là xinh xắn, rất là đẹp, vùng miền Bắc Trung Nam là nó được thể hiện rất rõ ha, từ áo dài cho tới những cái quạt, món cay khoai khoang, rồi những cái dù đen, những bạn nam chúng ta những cái dù đen rất xinh chạc. Và cái chúng ta vẫn thiếu là tuy vui như thế những đôi song ca các hát bát lịch sướng chia nhau lịch sướng hết sức nguy hiểm. Cái người lịch sướng là ai, họ hát như thế nào, họ có hợp với giọng hát của mình hay không, đặc biệt giữa nam và nữ họ kênh nhau một trận quán tám, các giọng của người nam người nữ sẽ tranh nhau một quán tám, thế thì làm sao mà cho hài hòa với nhau, thì đó là cái khó. Còn chúng ta cố gắng làm cho nó tiện lợi thì thôi, tiện lợi cũng được thôi, không có vấn đề gì phức tạp. Nhưng mà nó có một điều chưa hay lắm, có nghĩa là chúng ta vẫn thiếu hát bè. Các bạn đừng tưởng dân ca không hát bè được đâu, người ta xử lý được thì hát bè được hết, và nó sẽ tạo thêm sự duyên dáng nữa. Giả sử như chúng ta múa nãy giờ, chúng ta chia nhau vị trí bên này, vị trí bên kia, chúng ta chạy tới chạy lui là rất là sinh động sân khấu. Nhưng mà giả sử chúng ta có giọng hát mà có một chút xíu bè thì có lẽ là càng pháo tay của khán giả chúng ta sẽ nhiều hơn nữa. Nhưng mà thôi, tình hình thế cũng tương đối rồi. Cảm ơn các thầy các cô đã cố gắng gắn bó phong trào và chúng ta có một tiết mục tương đối hấp dẫn. Quý thầy cô cũng như chị đoàn hình trận viên đã vừa hoàn thành phần dự thi của mình. Kính thưa quý khán giả, tôi cũng vừa mới tốt nghiệp trường đại học xong đây thôi. Thì trong số các cô mà biểu diễn